Hùng Hà cùng toàn thể ban tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS xin kính chào quý vị. Nhân ngày lễ độc lập ngày mai thứ Bảy, 4 Tây tháng 7, 2020, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành và hạnh phúc. Tuy cuối tuần này vì đại dịch, nước Mỹ cũng như tất cả chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn và mất đi một số niềm vui tụ họp để mừng sinh nhật nước Mỹ. Chúng ta vẫn biết là cơn đại dịch này rồi sẽ trôi qua và nước Mỹ sẽ trở lại hùng mạnh. Vì vậy, chúng tôi mong quý vị giữ tinh thần vững vàng và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những ngày tươi đẹp hơn. Còn bây giờ, mời quý vị đến với phần tin tức và thời sự cho ngày thứ Sáu, 3 Tây tháng 7, 2020. Từ Mỹ, số ca nhiễm COVID hàng ngày tăng kỷ lục. Tổng thống Trump thay đổi lập trường, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ đeo khẩu trang. Ngoại trưởng Mỹ nói, luật an ninh cho Hồng Kông là một sự sỉ nhục. Và sau đây là bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, số ca nhiễm COVID hàng ngày đang tăng kỷ lục tại Mỹ. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, Hoa Kỳ loan báo số ca COVID tăng kỷ lục 47.000 ca, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Các ca nhiễm mới trải dài từ các tiểu bang miền Tây Nam Arizona và Texas đến tiểu bang miền Tây California, tức là từ nơi đài truyền hình chúng tôi có trụ sở. Số ca nhiễm tăng cao cũng được ghi nhận tại các tiểu bang Đông Nam Florida, Georgia và South Carolina. Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trên toàn nước Mỹ khiến bác sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, tuyên bố tại một ủy ban thượng viện hôm 30 tháng 6 rằng theo tỷ lệ hiện nay thì có thể lên tới 100.000 ca một ngày nếu không có biện pháp chế ngự. Rõ ràng hiện nay chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được. Bác sĩ Fauci điều trần như vậy. Ông cảnh báo là nếu chỉ chú trọng đến những tiểu bang đang có những ca nhiễm mới tăng cao thì đặt toàn thể đất nước trong vòng nguy hiểm. Trong lúc bác sĩ Fauci điều trần tại Điện Capitol, Thống đốc New York, New Jersey và Connecticut, ba tiểu bang vùng Đông Bắc lúc đầu chịu ảnh hưởng đại dịch nặng nề nhất, bổ sung vào danh sách du khách phải tự cách ly 14 ngày khi đến đây. Tên của 8 tiểu bang này bao gồm California, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Mississippi, Nevada và Tennessee. Danh sách trước đó bao gồm Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas và Utah. Cũng trong tình hình này thì một số tiểu bang đóng cửa trở lại. Đợt lây nhiễm mới tăng cao khiến thống đốc tiểu bang Florida, Texas và California làm chậm lại kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế, ra lệnh cho các quán rượu và nhà hàng đóng cửa và buộc tất cả cư dân phải mang khẩu trang. Với việc Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca virus corona vượt quá 2,6 triệu và 127.000 người chết, hành khách từ Mỹ bị gạt ra khỏi danh sách các nước được Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh. Trên 10,5 triệu người xét nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi virus được phát hiện đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, và trên 500.000 người đã thiệt mạng. Cũng trong tình hình này thì Tổng thống Trump thay đổi lập trường, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ đeo khẩu trang. Tổng thống Donald Trump dường như đã thay đổi lập trường về việc đeo khẩu trang nơi công cộng khi ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hoàn toàn ủng hộ việc đeo khẩu trang. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ còn nói với Fox Business News rằng ông nghĩ đeo khẩu trang khiến ông trông giống như nhân vật hư cấu, kỵ sĩ cô độc, The Lone Ranger. Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đề nghị Tổng thống đeo khẩu trang ở nơi công cộng để làm gương tốt cho người Mỹ. Tổng thống Trump lâu nay không mặn mà với việc đeo khẩu trang. Vào đầu tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, là những nơi khó có thể duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Tổng thống Trump ngay lập tức nói hạ giảm về hướng dẫn của CDC với lời tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẽ không tuân theo.
Tuy nhiên vào hôm 1 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Trump thay đổi giọng điệu và nói rằng: "Tôi đã đeo khẩu trang. Tôi cũng thích diện mạo đeo khẩu trang của mình. Được, tôi nghĩ rằng chuyện đó ổn. Đó là một đồ che mặt màu đen và tôi nghĩ rằng nó trông ổn." Trông giống như Lone Ranger, Tổng thống Mỹ nói thêm, đề cập đến một nhân vật đeo mặt nạ đen trong phim viễn Tây Mỹ. "Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó. Nếu mọi người cảm thấy tốt thì họ nên làm." Tiếp theo Tổng thống Trump thì nhiều nhà lập pháp Cộng hòa cũng ủng hộ đeo khẩu trang. Gần đây, nhiều đảng viên Cộng hòa và thành viên của lực lượng chuyên trách về chống virus corona của Nhà Trắng đã thẳng thắn hơn trong việc ủng hộ người Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng khi tình trạng dịch bệnh đã lan khắp miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, tuần trước nói rằng ông sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nếu đắc cử. Trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Trump cho rằng một quy định bắt buộc là không cần thiết và tiếp tục giữ ý kiến cho rằng đeo khẩu trang là lựa chọn của mỗi người. Đó là một số tin cập nhật về tình hình dịch bệnh tại Mỹ. Còn các bản tin sau đây liên quan đến chính trường. Ngoại trưởng Mỹ nói luật an ninh cho Hồng Kông là một sự sỉ nhục. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố luật an ninh Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông là một sự sỉ nhục đối với tất cả các nước và Washington sẽ tiếp tục thi hành chỉ thị của Tổng thống Donald Trump để chấm dứt quy chế đặc biệt của lãnh thổ này. Ông Pompeo nói Hoa Kỳ hết sức quan ngại về sự an toàn của tất cả cư dân Hồng Kông. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ, Điều 28 của đạo luật vừa được thông qua vào ngày 30 tháng 6 có mục đích áp dụng cho những vi phạm được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông. Và như vậy, có thể bao gồm cả những người Mỹ. Chuyện này hết sức thái quá và là một sự sỉ nhục cho tất cả nước, ông nói. Ông Pompeo nhắc lại là vào ngày 26 tháng 6, Hoa Kỳ thi hành lệnh hạn chế visa lên những người chịu trách nhiệm trong cuộc đàn áp Hồng Kông. Và ngày 29 tháng 6, loan báo sẽ chấm dứt việc xuất khẩu các trang cụ, quốc phòng và công nghệ sử dụng trong dân sự lẫn quân sự qua lãnh thổ này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi hành chỉ thị của Tổng thống Trump chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hồng Kông. Được hỏi Washington sẽ tước bỏ những đặc quyền của Mỹ ban cho Hồng Kông đến mức nào, ông Pompeo nói. Tôi chỉ nhắc lại những gì Tổng thống nói. Ông ấy muốn đảm bảo là với một ít ngoại lệ, Hồng Kông sẽ được đối xử giống như Hoa Lục. Trong khi đó thì Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc. Thượng viện Mỹ hôm nay thống nhất gửi cho Tổng thống Donald Trump dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn về vấn đề Hồng Kông, bao gồm hình phạt đối với các ngân hàng có vai trò trong việc xâm phạm quyền tự trị của đặc khu hành chính này. Đây là lúc quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ lập tức ký luật, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Van Hollen cho hay. Ông Hollen trước đó ra tuyên bố chung với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Pat Toomey, người cùng ông nỗ lực xúc tiến dự luật, nói rằng nước Mỹ phải sát cánh với người dân Hồng Kông. Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có ký qua dự luật hay không. Dự luật trước đó đã được Hạ viện Mỹ thông qua bằng hình thức đồng thuận. Phương pháp được áp dụng cho những dự luật không gây tranh cãi và không có thượng nghị sĩ nào phản đối. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự vào tuần trước, nhưng theo quy định của Quốc hội, dự luật vẫn phải được Thượng viện thông qua trước khi được tới Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký ban hành hoặc phủ quyết. Trở lại đến việc bạo loạn từ Mỹ. Cảnh sát thành phố Seattle dẹp khu vực biểu tình tự trị sau một loạt bạo động. Nhà chức trách thành phố Seattle vào ngày 1 tháng 7 đã tiến hành giải tán một khu vực biểu tình mà cảnh sát trưởng thành phố mô tả là vô luật pháp và tàn bạo. Cảnh sát tăng cường trang bị bảo hộ, tiến vào vùng tự trị lúc sáng sớm và tới giữa sáng đã bắt giữ 23 người, trong đó có một người đàn ông có hung khí là dao và một ống sắt. Theo Twitter của Sở cảnh sát cho biết không có phản ứng bạo động. Cảnh sát tiến hành chiếm lại khu vực này sau khi thị trưởng Seattle là Jenny Durkin
tuyên bố việc tụ tập trong và xung quanh sở cảnh sát và công viên Carl Anderson là bất hợp pháp. Cảnh sát trưởng Carmen Best cho biết và nhấn mạnh đến những vụ nổ súng gần đây. Vào ngày 1 tháng 7, cảnh sát trở lại sở cảnh sát phía đông, tái lập quyền kiểm soát. Và mấy tuần trước, cảnh sát bỏ đi khỏi tòa nhà này sau những vụ xung đột với người biểu tình. Mọi việc diễn ra sau cái chết của một người đàn ông da đen tên là George Floyd, và trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế vào hôm 25 tháng 5 tại thành phố Minneapolis. Liên quan đến nền kinh tế Mỹ, thưa quý vị, xe của công ty Tesla vượt xe Toyota thành hãng xe giá trị nhất trên thế giới. Vào lúc kết thúc phiên thị trường chứng khoán hôm 2 tháng 7, cổ phiếu Tesla tăng 3,7% lên đến 1.119 Mỹ Kim. Mã số này đã tăng 5 lần trong một năm qua, kéo vốn hóa công ty lên 207 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, vốn hóa Toyota hiện tại vào khoảng 205 tỷ Mỹ Kim. Việc này đã giúp Tesla việc vượt Toyota để trở thành hãng xe giá trị nhất thế giới, đúng vào tuần kỷ niệm 10 năm niêm yết. Trong 10 năm qua, CEO Tesla là ông Elon Musk đã bỏ qua và phá vỡ rất nhiều quy tắc lâu đời của ngành xe hơi trong suốt 10 năm. Nổi bật nhất là bán xe trực tuyến và lắp ráp tại địa điểm đắt đỏ như California. Hồi tháng 5, ông Musk từng viết trên trang cá nhân rằng mức giá 755 Mỹ Kim của cổ phiếu Tesla là quá cao. Dù vậy, việc này cũng không thể chặn lại đà tăng. Và đà tăng này của cổ phiếu Tesla đã khiến nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Đà tăng của cổ phiếu Tesla đã khiến nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Công ty này chỉ mới sản xuất 103.000 xe trong quý 1, bằng 4% Toyota, và hiếm khi có lợi nhuận. Nếu hòa vốn trong quý 2, đây sẽ là lần đầu tiên họ không thua lỗ trong 4 quý liên tục. Vốn hóa các hãng xe truyền thống đang giảm do tác động của đại dịch. Từ đầu tháng 2, cổ phiếu Toyota đã mất 12% do họ buộc phải đóng cửa nhiều nhà máy và showroom trên toàn cầu. Hồi tháng 5, hãng xe Nhật còn cảnh báo lợi nhuận giảm 80% năm nay. Trên toàn cầu thì số xe được bán ra dự báo sẽ giảm 15% vào năm 2020. Tuy nhiên, nhu cầu xe điện có thể vẫn tiếp tục tăng nhờ chính sách thuận lợi tại châu Âu và Trung Quốc. Việc cổ phiếu Tesla tăng trong khi cả thị trường đi xuống càng củng cố quan điểm của những người ủng hộ rằng Tesla là hãng công nghệ hơn là hãng xe. Cũng liên quan đến một số công ty lớn, có 4 ông lớn trong công ty công nghệ cùng ra điều trần về hành quy độc quyền. Vào ngày 1 tháng 7, ông Tim Cook trở thành CEO cuối cùng trong Bộ Tứ Công nghệ Mỹ đồng ý trả lời chất vấn trước phân ban chống độc quyền Hạ viện. Trước đó thì Facebook và Google cũng khẳng định sẽ cử người đứng đầu là Mark Zuckerberg và Sundar Pichai, trong khi Amazon thông báo qua email rằng CEO Jeff Bezos sẵn sàng ra điều trần. Cuộc điều trần đánh dấu lần đầu tiên cả 4 CEO của 4 hãng công nghệ lớn tại Mỹ cùng trả lời trước Quốc hội. Đặc biệt hơn, khác với 3 người còn lại, ông Bezos chưa từng xuất hiện trước Quốc hội Mỹ. Theo CNBC, sự kiện sẽ được tiến hành cuối tháng 7 nhưng chưa rõ diễn ra trực tiếp hay trực tuyến vì COVID-19. Phát ngôn viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết chi tiết về thời gian và hình thức tổ chức chưa được xác định. Mục đích của cuộc điều trần trước Quốc hội. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tuyên bố việc điều tra Apple, Amazon, Facebook và Google từ tháng 6 năm 2019. Việc điều trần với CEO là một trong những bước cuối cùng để xác định các công ty này có lợi dụng sự thống trị của mình để gây sức ép lên các đối thủ hay không. Ngay sau khi xuất hiện thông tin điều tra, ông Tim Cook, CEO Apple đã khẳng định: "Tôi không nghĩ bất cứ ai có thể kết luận Apple là công ty độc quyền. Thị phần của chúng tôi rất khiêm tốn. Chúng tôi không thống trị ở bất cứ thị trường nào. Apple là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 trên thế giới sau Samsung và Huawei." Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng
Độc quyền không nhất thiết gắn với doanh số iPhone. Thay vào đó, họ bị các nhà phát triển ứng dụng chỉ trích vì chính sách thu phí lên tới 30% doanh thu trên App Store. Ngoài ra, Apple cũng phân phối những dịch vụ tương tự của đối thủ trên chính kho ứng dụng của mình. Bản tin cũng nói tiếp là trong khi đó, Facebook đang được cho là nắm trong tay quyền lực quá lớn, dẫn đến khó kiểm soát. Bên cạnh nền tảng Facebook lên tới 2,7 tỷ người dùng, mạng xã hội này còn thâu tóm Instagram và WhatsApp. Nhiều chuyên gia cho rằng cần chia tách Facebook để dễ quản lý hơn. Với Google, Bộ Tư pháp Mỹ tập trung vào cáo buộc hãng này độc quyền trong mảng quảng cáo trực tuyến, ưu tiên hiển thị dịch vụ, sản phẩm do chính họ phát triển và chèn ép đối thủ. Ngoài ra, Google bị tố bắt các công ty sản xuất thiết bị Android phải cài sẵn một loạt ứng dụng Google trên máy và không được cài trước ứng dụng của đối phương. Trong khi đó, một nửa số giao dịch mua sắm trực tuyến diễn ra trên Amazon. Hệ thống thương mại điện tử này bị cáo buộc chơi xấu khiến các nhà bán hàng bên thứ ba trên nền tảng phải trả tiền quảng cáo để cạnh tranh với các đại lý bên thứ nhất hoặc với các mặt hàng được dán nhãn của riêng Amazon. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin thế giới, có các tin đáng lưu ý như sau. Covid-19, Liên minh châu Âu mở cửa cho 15 nước nhưng không có Việt Nam.